បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលនិយមតាមដានដំណឹងចំណោទប្រចាំជាប្រចាំថ្ងៃបាទតែម្ដងថ្ងៃនេះដែរខាងឆានែលយើងខ្ញុំគឺនឹងបង្ហាញលទ្ធផលឆ្នាំ2020ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាលទ្ធផលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះកាត់ខ្ទង់កាត់លេខបាទគឺខាងយើងខ្ញុំប្រាប់សម្រាប់អ្នកដែលចាក់ថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់ចេះបាទគឺខាងយើងខ្ញុំនឹងប្រាប់លទ្ធផលចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូន ហើយចំពោះឆានែលមួយនេះគឺនឹងបង្ហាញលទ្ធផលជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងគ្រាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅក្នុង YouTube ចុចឆានែលនេះទៅលោកពុកម៉ែបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលតែម្ដងមិនសោះមើលឆ្ងាយអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងរងចាំនៅលទ្ធផលនេះយូរយើងក៏លើកទៅមើលលទ្ធផលសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែ7នឹងអស់គ្នាបាទឆ្នាំ2020ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃទី4ខែ7ឆ្នាំ2020បាទចំពោះពណ៌អាគឺថ្ងៃនេះ
nih cứ sầm rập ở bọc bé cứ chinh lên một phay cột anh xong một chuyện tháp bọc á cứ miền lấy bạc cầm bốn hay là ngờ bay lấy vĩnh cứ cầm bốn rồi cao sập bạn cầm bốn rồi cao sập bạn nih cứ bọc a bạn bay bạc cầm bốn hay là cầm bốn rồi cao sập bạn hay dùng này bọc bé bạn cục mai một bốn bạn bọc bé mình cứ không cần nhắm đẹp hay chinh lên một phay cột bạn chinh lên một phay cột hay bay lấy vĩnh cứ cầm bay rồi đập cầm mùi bạn là ngày chấm phố phố xế cũng mang bốn mà chấm phố phố xế cứ tha trên lấy mà phay bằng môi anh cũng mang bốn mà trên lấy mà phay bằng môi hay là lấy thôn mới cứ xôn bạc môi bạn cũng mang bốn xôn bạc môi bạn phay bằng môi hay là xôn bạc môi chấm phố lấy bay lấy như cứ xâm rập phố xế cũng mang bốn mà phố xế hay dùm này đề vĩnh cứ tha trên lấy đọc bằng môi cũng mang bốn và trên lấy đọc bằng mối hay dùm phố lấy thông bỏ đê với cư lấy phí rồi phụng bày và phụng mang bồn mà phí rồi phụng bày và chân xứng khâm là phụng mang bồn mang xong phụng năng trâu cực nha bà hãy bảo bán mơ video này cũng play chui chui like chui subscribe chui comment ở channel nên nè mùi phóng nằm bày từ tù bàn nằm rồi chứ nó là tập hóa chứ nó Việt Nam lo lo chìa bật trăm thằng ngày tèm bà đó phụng mang bồn mà bà chẳng đai video này cứ miền thập và năng thế miền chung phô phụng mạng phôn hình cho lưu cục này sẵn bạc thằng ngày tiếp rắm